Làm công nghệ giả, pha ke, đây là một cái vấn nạn mà chúng ta cũng phải gặp và rất là nhiều trong thời gian gần đây. Thực sự đã làm trong ngành thì Mai thấy mình cũng rất là lo lắng, là bởi vì những cái công nghệ giả nhái như vậy cũng làm mất uy tín đi những cái đơn vị mà làm những sản phẩm tử tế, bởi vì dù sao đi nữa cũng là mang tiếng chung trong ngành. Và những cái công nghệ pha ke như vậy sẽ làm cho chúng ta không có hiệu quả, gây đau đớn trong lúc quá trình điều trị và tiền mất tật mang. Tại sao mới nói như vậy? Ví dụ như công nghệ Themax có cái đầu làm lạnh để làm lạnh trên bề mặt da. Ví dụ như trong cái bảng này thì chúng ta thấy cũng cái công nghệ ghi là Themax CBT, nhưng đây là công nghệ giả, còn đây là công nghệ thật. Và chúng ta thấy được rằng á, đối với công nghệ thật khi mở ra thì trong cái máy nó có bình làm lạnh, còn cái công nghệ giả mở nắp ra không có bình làm lạnh. Mà bình làm lạnh này tác dụng để làm gì? Để làm mát trên cái nhiệt độ trên bề mặt da, bởi vì công nghệ Utherapy hay Themax đều dựa trên nhiệt tác động để tăng sinh collagen ở 60 độ C, và với cái mức độ như vậy nếu như không có bình làm lạnh thì sẽ làm cho da chúng ta bị bỏng. Vậy công nghệ pha ke không có bình làm lạnh, điều gì xảy ra? Hoặc là công nghệ này không đủ nóng, không đủ nhiệt, không đủ tác động với sóng siêu âm để có thể tạo đến tăng sinh collagen. Hai là công nghệ này nóng, nếu mà đạt được đúng 60 độ thì chắc chắn là bỏng. Do đó công nghệ pha ke hoặc là không có tác dụng gì cả, hoặc là gây tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Hy vọng rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho quý vị cũng biết được phân biệt thế nào là hàng thật hàng giả một chút xíu. Nhưng mà đương nhiên người ta nói cái câu người mua lầm chứ người bán không lầm. Chính vì vậy mà chúng ta phải lựa những đơn vị uy tín để có thể trao cái niềm tin để chúng ta làm đẹp.